Làm gì vậy em? Hello anh em nha. Hôm nay Linh Nguyễn sẽ lên cho anh em một set combo heo đĩa bát ghe dầu. Mẹ chỉ có 9.50 thôi nha anh em. Thì bây giờ ở phần ghi chú á, đây bây giờ là sẽ có những cái sản phẩm đây cho anh em. Thì đĩa anh em thích mẫu nào thì vào chọn set đó cho mình nha. Đây là bộ đĩa tiêm rắc 2/7. Kèm cho anh em là một dây dầu Morin xịn và một bát heo xin xuyên nha anh em. Thì dây dầu nó sẽ là mẫu như thế này. Dây dầu Morin Thái xịn cho anh em. Một combo bao gồm cho anh em đầy đủ 4 món và ốc ép đầy đủ luôn nha. Rồi đây thì camera xích lại đây, mình sẽ hướng dẫn anh em hình thức đặt hàng. Khi mà anh em đặt hàng á, ở đây nó có phần tin nhắn nè. Đó, anh em mình mua cho xe gì ghi cho xe đó ở đây giùm em nha. Rồi, thì một combo của nó chỉ có 900 đến 950 thôi nha anh em. Đầy đủ phụ kiện cho mình, đầy đủ phụ kiện cho anh em về lắp ráp từ quay rim xe rớt, ép 135, ép 150 và Winner Sonic Rider xe chia đầy đủ cho anh em mình chơi luôn nha. Đó, thì đây là mẫu đĩa ZX nha anh em. Xe nào mình cũng sử dụng được, cứ mặc 4 lỗ lắp ráp như zin là sử dụng được cho em nha. Đó, đĩa kim rắc sáng nè. Rồi, mẫu này là đĩa kim rắc đen khuyên đỏ nha anh em. Rồi, và mẫu này là đĩa kim rắc đen khuyên trắng nha. Đó, anh em thích mẫu nào, hợp nhãn mẫu nào thì vô giỏ hàng tới shop chốt cho em nha. Rồi, cảm ơn em nha.